Xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ đi chữa cho các em các bài tập ở phần ôn tập cuối năm. Các em ở sinh giáo khoa 189, chúng ta đến với bài số 5. Yêu cầu của bài toán số 5 như sau. Cho hàm số y bằng trừ 2x cộng 1/3. Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số hay không? Thì ở đây các em chỉ cần nhớ lại kiến thức là một điểm thuộc đồ thị của hàm số khi và chỉ khi tọa độ của điểm đấy thỏa mãn phương trình của hàm số, đúng không nào? Vậy thì ở đây cái ta giả sử đây nó là đồ thị hàm số y bằng trừ 2x cộng 3 2x cộng 1/3. Vậy thì lúc này ta sẽ kiểm tra xem các điểm A, B, C có thuộc B hay không. Vậy thì kiểm tra bằng cách nào? Thì ở đây thì ta sẽ so sánh tọa độ của các điểm đó có thỏa mãn phương trình y bằng trừ 2x cộng 1/3 hay không, đúng không nào? Vậy thì ta đến với ý A, đó chính là tọa độ điểm A có tọa độ là 0, 3, 0, 1/3. Vậy thì ở đây thì ta có IA của chúng ta. Ở đây thầy viết IA ở đây chính là tọa độ, xin lỗi, là tung độ của điểm A. Vậy thì IA của chúng ta có thể viết là bằng 1/3. Sau đó thì các em sẽ tính biểu thức trừ 2 x A cộng 1/3. Trừ 2 x A cộng 1/3. X A ở đây chính là hoành độ của điểm A. Hoành độ của điểm A ở đề bài này là 0, vậy ta thay vào là trừ 2 nhân 0 cộng 1/3. Trừ 2 nhân 0 thì đương nhiên là 0 thôi, vậy thì nó bằng 1/3. Vậy thì IA bằng 1/3, trừ 2XA cộng 1/3 cũng bằng 1/3. Vậy thì ta sẽ kết luận được là tung độ là IA sẽ bằng trừ 2XA cộng 1/3. Đúng chưa nào? Vậy thì khi các em viết được như thế này có nghĩa là tọa độ của điểm A đã thỏa mãn phương trình của hàm số y bằng trừ 2x cộng 1/3. Vậy thì tọa độ của điểm A của chúng ta, tức là điểm A của chúng ta phải thuộc đồ thị hàm số, tức là A của chúng ta thuộc D. Đúng chưa nào? Vậy thì tương tự như thế thì các em có thể làm phần B và phần C. Phần B của chúng ta, tọa độ của điểm B có tọa độ bằng 1/2 và trừ 2. Vậy thì ở đây ta có tung độ IB bằng trừ 2. Và tương tự như ở IA thì ta sẽ tính trừ 2XB sẽ bằng, xin lỗi, trừ 2XB cộng 1/3 sẽ bằng, ta thay XB của chúng ta bằng trừ 2, bằng trừ bằng 1/2 ra. Vậy ở đây là trừ 2 nhân 1/2 1/3. Trừ 2 nhân 1/2 nó là trừ 1. Trừ 1 cộng 1/3 là trừ 2/3. Vậy thì lúc này các em sẽ nhận xét là IB của chúng ta nó khác trừ 2XB cộng 1/3. Lý do là trừ 2 thì đương nhiên khác trừ 2/3 rồi, đúng không nào? Vậy thì tung độ, tức là của điểm B, tức là IB sẽ khác trừ 2XB cộng 1/3. Đã khác như thế này, các em ghi như thế này có nghĩa là tọa độ của điểm B không thỏa mãn phương trình của hàm số này. Vậy thì điểm B không thể thuộc đồ thị hàm số, có nghĩa là B không thuộc D. Đúng chưa nào? Các em sang IC. IC đó là C có tọa độ 1/6, 0. Vậy thì các em cũng làm tương tự. Ở đây ta có IC của chúng ta bằng 0. Sau đó thì ta tính giá trị của biểu thức trừ 2XC cộng 1/3. Đúng chưa nào?
XC của chúng ta là 1/6, vậy ta thay vào biểu thức này, ta có trừ 2 nhân 1/6 cộng 1/3. Trừ 2 nhân 1/6, trừ 2 rút gọn cho dương 6, vậy thì nó còn trừ 1 dưới mẫu là 3, vậy thì ta sẽ có là trừ 1/3 cộng 1/3. Trừ 1/3 cộng 1/3, vậy đương nhiên nó bằng 0 rồi. Vậy các em thấy trừ 2xc cộng 1/3 bằng 0, IC của chúng ta cũng bằng 0, vậy thì ta sẽ kết luận hai thằng này bằng nhau vì nó cùng bằng 0, đúng không nào? Vậy khi IC bằng trừ 2xc cộng 1/3 có nghĩa là tọa độ điểm C đã thỏa mãn phương trình hàm số y bằng trừ 2x cộng 1/3. Vậy thì điểm C của chúng ta phải thuộc đồ thị hàm số, có nghĩa là điểm C của chúng ta phải thuộc đây. Như thế chúng ta đã giải quyết xong bài toán số 5. Các em cùng thầy sang bài toán số 6. Bài toán số 6 như sau. Biết rằng đồ thị có hàm số y bằng ax đi qua điểm m trừ 2 trừ 3. Và yêu cầu là hãy tìm a, đúng không nào? Vậy thì ở đây đồ thị của hàm số y bằng ax đi qua điểm m, vậy thì tọa độ của điểm m phải thỏa mãn phương trình của đồ thị hàm số, phương trình của hàm số. Thì ta sẽ dựa vào điều đấy để ta tìm ra a thôi. Ở đây ta có đồ thị hàm số y bằng ax đi qua m. Vậy thì từ đây ta sẽ suy được tọa độ của m. Sẽ thỏa mãn phương trình của hàm số ta khẳng định tọa độ của m thỏa mãn phương trình của hàm số, vậy thì ta có thể viết được biểu thức đó là tung độ của m, ta ký hiệu là im, bằng a chính là hàm số ta nhân với hoành độ của xm, đó là xm. Thì bây giờ thì m họ cho chúng ta biết tọa độ là trừ 2 trừ 3, vậy thì ta thay vào cái biểu thức này để ta tìm ra a thôi. Im của chúng ta có giá trị là trừ 3, a của chúng ta cần tìm, xm của chúng ta có giá trị là trừ 2. Vậy thì ở đây thì có nghĩa là trừ 2a sẽ bằng trừ 3. Đến đây thì rất đơn giản thôi, ta chia cả hai vế cho trừ 2. Vậy a của chúng ta sẽ bằng trừ 3 chia trừ 2. Vậy a của chúng ta là bằng 3/2. Lúc này thì các em có thể thêm một câu kết luận. Vậy a bằng 2 chính là giá trị cần tìm của a, đúng không nào? Các em cùng thầy sang bài toán số 7. Bài toán số 7. Biểu đồ dưới đây biểu diễn tỷ lệ phần trăm trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đang học tiểu học ở một số vùng nước ta. Như ở hình vẽ thì các em sẽ thấy có đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đông Bắc, đồng bằng sông Hồng. Hãy cho biết A. Tỷ lệ phần trăm trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi của vùng Tây Nguyên, vùng đồng bằng sông Cửu Long đi học. Thì ở đây các em chỉ cần nhìn thấy, cứ tìm chỗ nào có đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên thì ta sẽ nhìn thấy cái số ở trên cái, tức là ở gần cái cô, thì các em sẽ thấy là 87,81% và 92,29%, đúng chưa nào? Ý B, vùng nào có tỷ lệ phần trăm trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi đi học tiểu học cao nhất? Thì đây các em có thể thấy đó chính là vùng đồng bằng sông Hồng, có tỷ lệ các em đi học là 98,16%. Tức là bài toán số 7 chỉ là kiểm tra cái khả năng đọc biểu đồ của các em thôi, không có gì khó cả.
sẽ trả lời ý A như sau. Tỷ lệ phần trăm trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đi học tiểu học ở vùng Tây Nguyên chính là 92,29%. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long chính là 87,81. Được chưa nào? Thì chúng ta chỉ cần nhìn biểu đồ là chúng ta có thể trả lời được. Chúng ta sang ý B. Vùng nào có tỷ lệ phần trăm trẻ em chậm chậm chậm? Thì ở đây chúng ta có thể viết vùng đồng bằng sông Hồng. Sẽ có tỷ lệ phần trăm các em từ 6 đến 10 tuổi đi học tiểu học lớn nhất chỉ thế thôi. Có nghĩa là bài toán số 7 các em chỉ cần có khả năng đọc biểu đồ là chúng ta có thể giải được. Tiếp sau thầy sẽ chữa nốt cho các em bài 8, bài 9, bài 10. Hôm nay các em dừng ở đây. Xin chào các em học sinh, thầy là Linh, là giáo viên môn toán tại Học cùng Việt Giáp. Thầy tin rằng những video thầy đang và sẽ làm sẽ giúp ích các em trong quá trình học tập. Hãy like, subscribe và đồng hành cùng thầy nhé. Thầy sẽ luôn bên cạnh các em.